Kính chào các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 18 tháng 8 năm 2019 thì chúng ta có mặt ở đây, ở ngay giữa trung tâm thủ đô Berlin, nơi đang rất thanh bình. Và cũng hiện nay, tại thời điểm này, ở Việt Nam đang xảy ra một sự kiện rất quan trọng. Và sự việc đó nghiêm trọng đến mức mà truyền thông quốc tế đã đăng tải, vừa đăng tải xong trong thời gian vừa qua nhưng trong nước vẫn chưa kịp đưa tin. Thì chúng tôi xin gửi đến thông tin với các bạn rằng vấn đề là chiếc tàu chiến Việt Nam Kropat 016 Quang Trung của Việt Nam đã được lệnh ra để nghênh chiến với những cái chiếc tàu hải cảnh của Trung Quốc cũng như tàu Hải Dương 8 hiện nay đang thăm dò bất hợp pháp tại vùng chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Và đây là hình ảnh mà các bạn có thể tham khảo trên trang tweet của ông Phó giáo sư Mathison của Mỹ. Ông giảng dạy trong trường Hải quân Mỹ, và trong cái sa sút này ông nói rằng hôm 15 tháng 8 tàu chiến Việt Nam Kropat 016 Quang Trung đã được lệnh rời quân cảng Cam Ranh lao ra ngăn tàu của Trung Quốc. Thì đây là hình ảnh mà các bạn có thể xem và chúng tôi sẽ chia sẻ ngay sau đây, sau cái video clip này. Và các bạn hãy cập nhật những thông tin liên tục từ truyền thông quốc tế, bởi vì ở trong nước những thông tin như vậy vẫn đang bị giấu kín và các bạn chưa thể biết được. Điều này rất nghiêm trọng, bởi vì như vậy là người dân Việt Nam không được tiếp cận thông tin trung thực và sẽ không biết được cái gì đang diễn ra ở Biển Đông. Và để diện tàu Kropat 016 của Quang Trung là tàu chiến hạm hàng đầu của Việt Nam và rất hiện đại, mua của Nga. Và đây là những thông tin của chiếc tàu đó, hình ảnh của chiếc tàu đó, nó mang số hiệu là 016. Và đây là tàu hộ vệ tên lửa thứ tư thuộc lớp Kropat 3.9, được biên chế cho lữ đoàn 162, đơn vị tác chiến chiến đấu mặt nước hiện đại nhất của quân chủng Hải quân. Tàu có chiều dài 102,4m, rộng 14,7m, mớm nước 5,6m, lượng giãn nước toàn tải là 2.200 tấn, tốc độ tối đa là 29 hải lý một giờ, có nghĩa là khoảng 53 km một giờ, phạm vi hoạt động là 7.000 km, thời gian hoạt động liên tục trên biển là 20 ngày. Đây là loại tàu chiến có khả năng tàng hình, săn tàu ngầm, chống hạm, chống ngầm, chống các loại tàu chiến mặt nước, được trang bị các loại vũ khí tiên tiến nhất của Nga hiện nay, trong đó có tổ hợp pháo tên lửa phòng không đa năng PAMA, tổ hợp tên lửa URA và trực thăng săn ngầm KA-28. Chiến hạm có khả năng tiến công đa năng trong 3 trong 1, có nghĩa là trên mặt nước, dưới nước và trên không, đặc biệt là có khả năng chống ngầm. Thì đây là hình ảnh các bạn đã xem chiếc tàu này của Việt Nam vừa mua trong thời gian vừa qua, cùng với những chiếc tàu khác rất hiện đại của Hải quân Nga đã trang bị cho Việt Nam. Và phải nói rằng khi Trung Quốc liên tục trong một tháng qua đã đưa tàu Hải Dương 8 cùng những cái tàu tuần tra và tàu hộ tống khác liên tục xâm phạm vào chủ quyền Việt Nam, và họ để thăm dò địa chất ngay trên cái lòng biển của Việt Nam, thì đấy là điều rất nghiêm trọng. Mặc dù là Việt Nam và Trung Quốc là hai nước cùng thể chế cộng sản, nhưng Trung Quốc luôn tìm mọi cách để thôn tính Việt Nam. Các bạn hãy nhớ lại những hình ảnh của những cái chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã phải hy sinh chiến đấu chống Trung Quốc vào năm 1974, khi họ cưỡng chiếm Hoàng Sa của Việt Nam Cộng Hòa lúc đó. Và sau đó vào năm 1988 thì họ lại tiếp tục đưa tàu ra để bắn chết 64 chiến sĩ Hải quân Việt Nam trên đảo Gạc Ma, và cái hậu quả cho đến ngày nay vẫn chưa khôi phục được. Và lòng tin của Việt Nam càng ngày càng xuống thấp đối với Trung Quốc, khi gần đây Trung Quốc đưa cả giàn khoan Hải Dương 981 ra vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam để khoan dầu vào năm 2015. Và nghiêm trọng hơn nữa là cả một tháng qua thì Trung Quốc đã đưa tàu chính thức vào trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở bãi Tư Chính để tiếp tục thăm dò ngay trên cái thềm lục địa của Việt Nam. Và dường như Việt Nam không thể chịu đựng được cái sức ép này, không thể chịu đựng được cái sự ngang ngược của Trung Quốc, mặc dù là hai đồng chí với nhau, nhưng cuối cùng Việt Nam đã phải có phản ứng như ngày hôm nay chúng tôi xin công bố. Đây là thông tin các bạn xem tiếp tục cái cập nhật của ông Phó giáo sư Mathison vào ngày hôm nay. Và ông ta ghi rất rõ rằng trong cái thời gian vừa qua, sau khi tàu Quang Trung đã xuất cảng Cam Ranh và họ đã đi thẳng vào khu vực bãi Tư Chính, thì ngoài ra ở đây còn có tàu Trường Sa 401012 cũng đã đến để hỗ trợ, và một số tàu khác ở khu vực bãi Tư Chính. Tuy nhiên, số lượng tàu của Việt Nam vẫn ít hơn rất nhiều so với tàu Trung Quốc, và hiện nay đây là cái điều rất đáng ngại đối với Việt Nam khi phải đương đầu với một người đồng chí cũ rất mạnh về hải quân cũng như tiềm lực quốc phòng, và mạnh về tài chính cũng như đất nước của họ rất đông dân, cho nên những cái hoạt động như vậy đều được hỗ trợ của chính phủ Trung Quốc rất mạnh mẽ, và đây là cái điều Việt Nam cần phải cân nhắc trong thời gian tới.
theo thống kê cho thấy, các bạn sẽ thấy có ít nhất 10 lần hai tàu có va chạm với nhau, đó là tàu hải quân của Việt Nam, tàu Quang Trung và tàu Hải Dương 8. Và cái lộ hành trình này, cái lộ trình này các bạn cũng có thể tra cứu ở ngay trên trang tweet của ông Phó Giáo sư Mathison của Mỹ. Và những cái điểm màu đỏ này các bạn thấy rất rõ, đấy là những cái điểm mà những cái tàu, hai tàu giao nhau. Và cái mũi tên màu xanh sáng hơn là mũi tên của tàu Quang Trung lao ra, còn cái mũi tên màu vàng đấy là của tàu Hải Dương 8. Và hai bên đã cắt nhau rất nhiều lần, và ít nhất là 10 lần. Và nếu phóng to ra thì chúng ta sẽ thấy hình ảnh rất rõ ràng của những cái lần mà va chạm này. Như vậy phải có ít nhất 10 lần va chạm. Đấy, những cái điểm màu đỏ này, đây là những cái đánh dấu hải trình của hai chiếc tàu này luôn luôn đối đầu nhau và va vào nhau trong một cái thời gian rất ngắn. Và màu đỏ đấy là màu của cái sự va chạm và cái sự rất sát nhau. Và nếu các bạn tưởng tượng khi chiếc tàu Hải quân Việt Nam va chạm vào với tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc thì cái tình trạng nó sẽ nguy hiểm đến thế nào, bởi vì cả hai chiếc tàu này có trọng tải rất lớn cũng như tốc độ cao, và có thể sẽ gây ra những cái nguy hiểm đối với cả những cái người lên trên những chiếc tàu này. Và đây là cái thông tin mà các bạn có thể thấy về cái hình ảnh của những cái tàu của Trung Quốc và Việt Nam đang quần đảo nhau ở trong cái khu vực này. Thì ở trên chúng ta thấy rất rõ là tàu Quang Trung, VPNS Quang Trung có cờ Việt Nam, và dưới là có khoảng 7-8 cái tàu Trung Quốc, và sau đó cuối cùng dưới nữa có một cái tàu nữa là tàu Cảnh sát biển Việt Nam 9001, và xuống dưới nữa thì có một cái tàu là Ba Ngôi, và còn lại xuống dưới nữa là tàu Trung Quốc. Thì như vậy cả cái khu vực này hiện nay đang dày đặc tàu Trung Quốc, và cái thông tin này thì các bạn đã không được báo chí trong nước đăng tải cho đến thời điểm này, bởi vì những cái điều này rất nguy hiểm khi va chạm trở nên mạnh mẽ hơn và có nổ súng thì lập tức sẽ có chiến tranh trên Biển Đông, và điều đó sẽ dẫn đến một cái hậu quả rất tai hại, bởi vì đây là khu vực mà nơi có hơn 5.000 tỷ USD hàng hóa lưu thông qua hàng năm, cũng như có số lượng tàu thuyền qua lại rất lớn. Và ngoài ra Việt Nam thì luôn luôn mong muốn có cái cuộc sống hòa bình, và qua những cái đàm phán, qua những cái công ước quốc tế đối với xử lý những vấn đề chủ quyền biển đảo với Trung Quốc. Nhưng nếu Trung Quốc vẫn tiếp tục đưa tàu ra và khai thác, ngang nhiên khai thác và ngang nhiên thăm dò trên thềm lục địa của Việt Nam, thì đương nhiên của Hải quân Việt Nam phải có biện pháp rõ ràng và cứng rắn để thể hiện rằng đây là chủ quyền của Việt Nam. Vì nếu không có phản ứng thì có nghĩa rằng là phía Trung Quốc họ sẽ dần dần quen với cái lối hành xử như vậy, và họ mặc định, mặc nhiên rằng đây là vùng biển của họ, và như vậy là Việt Nam sẽ mãi mãi mất đi cái vùng biển do cha ông để lại. Đây là hình ảnh mà các bạn thấy số lượng tàu thuyền qua lại khu vực gần đây, gần xung quanh rất đông, rất nhiều. Và tàu Quang Trung đang ở cái tọa độ này và ghi dấu ấn màu xanh này. Thì đây là hình ảnh mà của radar vệ tinh đã thu lại và chúng tôi xin cung cấp cho các bạn trong cái thời điểm này. Và mặc dù Việt Nam thì đã có những cái đầu tư rất lớn về hải quân, như các bạn đã thấy là có những cái chiếc tàu ngầm của Việt Nam cũng đã mua của Nga. Đây là Hải quân Việt Nam đã làm chủ tàu ngầm Kilo. Đây là cái hình ảnh mà các bạn cho các bạn có thể biết. Và những cái chiếc tàu ngầm này chắc chắn rằng cũng phải đã được nhận nhiệm vụ để chuẩn bị và bảo vệ cho những cái chiếc tàu chiến của Việt Nam, cũng như tàu thăm dò và những cái khu vực nhà giàn và những cái khu vực mà các chiến sĩ hải quân của Việt Nam đang đóng quân. Khi mà Trung Quốc nổ súng thì đương nhiên là những chiếc tàu ngầm này của Việt Nam bắt buộc phải khai hỏa, và đến lúc đó thì cái cuộc chiến ở trên Biển Đông sẽ trở nên dữ dội, và Việt Nam đương nhiên phải bảo vệ chủ quyền của mình. Và với những vũ khí của Việt Nam đã mua sắm của Nga, của Mỹ, của Israel và một số nước khác, thì Việt Nam cũng phải chiến đấu để bảo vệ cái điều mà chủ quyền thiêng liêng không thể bỏ rơi ở những cái vùng biển như vậy. Và Trung Quốc đương nhiên biết điều đó, cho nên họ đã đầu tư rất lớn vào cơ sở hải quân cũng như là những cái tàu hải cảnh để liên tục đâm va và phá hoại những cái hoạt động bình thường của hải quân cũng như là của dân Việt Nam khi họ khai thác trên vùng bờ biển của nước Việt Nam. Thì đây là hình ảnh các bạn thấy đã được Phó Giáo sư Mathison thông báo vào ngày hôm qua, thì rất rõ rằng là Trung Quốc vừa gửi một tàu hải cảnh Shaojin 46111 từ Hoàng Sa tới để hỗ trợ
hộ tống tàu Hải Dương 8 thăm dò địa chất vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và tàu này được trang bị pháo, thưa các bạn. Bởi sau có lẽ sau khi họ biết được cái thông tin mà tàu chiến của Việt Nam là tàu Cleopat Quang Trung bắt đầu xuất quân đi từ cảng Cam Ranh thẳng ra bãi Tư Chính, thì những chiếc tàu này đã được điều động lập tức ra để hỗ trợ tàu Hải Dương 8. Và cái chiếc tàu này thì khá lớn, và cũng như họ được trang bị những cái thiết bị khá hiện đại, và khi cần thiết thì có thể cũng khai hỏa và chiến đấu với tàu cảnh sát biển Việt Nam. Và ngoài ra, Trung Quốc trong thời gian gần đây cũng đầu tư rất nhiều vào về ngân sách quốc phòng, và họ đã mua sắm rất nhiều vũ khí của Nga. Và đấy là cụ thể là những chiếc máy bay Sukhoi 35 mà các bạn thấy rất hiện đại, cũng như là dàn tên lửa hệ thống S-400 của Nga để họ bố trí ở khắp nơi. Và điều đó chứng tỏ rằng Trung Quốc không bao giờ từ bỏ cái chủ quyền mà họ vẽ ra, đó là đường chín đoạn. Và Việt Nam muốn bảo vệ được điều này thì bắt buộc với cái điều kiện của Việt Nam hiện nay không còn có đồng minh nữa. Bởi vì trong suốt cả quá trình Việt Nam, trong hàng tháng vừa qua, Việt Nam đã liên tục bị Trung Quốc xâm phạm chủ quyền, thì không có bất cứ nước nào, nước xã hội chủ nghĩa nào cũ của Việt Nam, tức là nước bạn bè nào của Việt Nam lên tiếng để ủng hộ Việt Nam và phản đối Trung Quốc mà. Đấy là những nước như Lào, đấy là những nước như Campuchia, là những nước rất thân cận. Rồi Bắc Triều Tiên, Cuba, Venezuela, họ đều im lặng hết toàn bộ. Im lặng, không nói bất cứ một câu nào để ủng hộ Việt Nam. Mặc dù khi họ gặp khó khăn thì Việt Nam đã giang tay giúp đỡ, hỗ trợ tất cả những cái điều gì mà Việt Nam có thể giúp được. Đó là giúp gạo, đó là giúp chuyên gia và giúp nhiều cái việc khác nữa về mặt quốc tế. Đây, và phải nói rằng là chỉ có những nước mà trực tiếp ủng hộ Việt Nam lại là Mỹ, lại là châu Âu và những cái nước tự do và dân chủ khác. Thì cái điều này phải nói lên rằng ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng không nên chần chừ trong lúc này nữa. Đây là cơ hội cuối cùng để Đảng Cộng sản Việt Nam có thể đưa đất nước Việt Nam trở lại, quay lại với thế giới văn minh và đoạn tuyệt với những cái đất nước mà luôn luôn nhăm nhe, thôn tính những nước khác như Trung Quốc. Và không những với Việt Nam mà Trung Quốc luôn luôn có những động thái tấn công và vào những cái nước khác cùng chung biên giới như với Liên Xô, như với Ấn Độ và nhiều cái nước khác xung quanh của Trung Quốc. Và họ đã thôn tính cả những cái đất nước nhỏ hơn để sát nhập vào với Trung Quốc trong thời gian vừa qua, mà các bạn cũng đã được biết. Vâng, rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de do Lê Trung Khoa thực hiện ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 18 tháng 8 năm 2019, về việc tàu Cleopat 016 Quang Trung đã được lệnh ra khơi và tiến thẳng vào bãi Tư Chính để áp chế tàu Hải Dương 8 cùng những cái tàu hải cảnh khác của Trung Quốc trong cái việc họ đang xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Và chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất rất nóng đang diễn ra ở bãi Tư Chính để các bạn được biết những thông tin nhanh và trung thực. Rất cảm ơn các bạn, và các bạn hãy để lại những lời nhắn sau video này để chúng tôi có thể phục vụ được các bạn trong thời gian gần nhất. Xin chào các bạn, và chúc các bạn một buổi tối cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc. Chào các bạn.